nhưng mà trong thời gian gặp cũng không ổn lắm nên là cũng chuyển dần. Thì vâng, sau một khoảng thời gian rất là dài thì hôm nay sẽ là ngày đầu tiên được quay trở về lại với Rock. Không biết là giọng có được còn như cũ không, nhưng mà à, thì mong mọi người tận hưởng nào. Mong mọi người cùng tận hưởng nào với em ạ. Chàng vỗ tay nữa. Một chàng vỗ tay nữa cho Thu Vân và các bạn cô đúng không ạ? Ok. Hôm nay đã thực sự là trọn vẹn.